Sáng ngày 19 tháng 6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Gửi hoa và những lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể người lao động tại đài, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đạt được trong những năm qua, nhất là hoạt động tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, đặc biệt là công tác thông tin truyền thông về tình hình dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam và trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành quả phòng chống dịch chung của tỉnh. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, đài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để các chương trình phát thanh truyền hình, thông tin điện tử của đơn vị đạt chất lượng cao. Đồng chí Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, động viên của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, Ban Giám đốc Đài cùng tập thể Đài sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng cao hơn, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ tỉnh giao.